nhiều bạn sẽ lựa chọn công việc là pháp chế, sau đó đi học thẻ luật sư, và bạn mong muốn rằng là sau 5, 10 năm thì chuyển đổi thành luật sư để làm văn phòng luật các thứ. Thì liệu cái đấy có rào cản gì không khi mà nhảy từ một môi trường pháp chế sang? Nó thế này, thứ nhất là mình phải phân biệt được cái việc hay việc mình đặt trong một cái điều kiện rằng là ví dụ sau 10 năm đi, cái bạn pháp chế đó bạn ra bạn hoàn toàn đủ năng lực như một luật sư đã hành nghề, hoặc là từ bạn một bạn sinh viên luật đã làm việc lên luật sư làm ở công ty luật 10 năm, năng lực tương đương nhé. Đấy, tất cả mọi thứ đều được xem. Thì khi bạn từ pháp chế ra nội bộ thì mình nghĩ không có vấn đề. Nhưng nếu như bạn làm trong nội bộ 10 năm mà cái năng lực và trình độ của bạn có chênh lệch với cái luật sư bên ngoài trong môi trường luật thì nó sẽ có bị ảnh hưởng. Đấy, bởi vì nó ảnh hưởng ở mấy điểm sự khác biệt. Thứ nhất, nếu như làm trong nội bộ bạn có một khách hàng duy nhất, bạn tập trung làm cho mảng đó, bạn làm rất sâu vào mảng đó, nhưng có khả năng thôi nhé, là một số mảng bạn sẽ không nắm được. Luật sư có thể là người ta làm đã từng tiếp xúc với những doanh nghiệp tương tự như của một bạn pháp chế nào đó, nhưng luật sư 10 năm đấy người ta không làm một cái việc đấy, mà làm người ta làm nhiều mảng hơn. Thứ nhất là cái networking của họ đối với các khách hàng họ nhiều hơn các bạn làm pháp chế, cái sự phong phú về trải nghiệm rồi kinh nghiệm hành nghề luật sư họ nhiều hơn. Thì cái rào cản của các bạn pháp chế khi chuyển sang luật sư chính là ở những điểm, một là networking với khách hàng là mình không tốt bằng, cái thứ hai là cái sự trải nghiệm của các ngành nghề khác nhau là mình cũng không bằng đấy, hoặc là cái phần thứ ba là đi bán hàng của các luật sư, một phần nào đó khi bạn tư vấn khách hàng bạn có một chút gì đó sơ marketing đấy khi với khách hàng thì pháp chế sẽ kém hơn luật sư. Đấy là cái mà mình cảm nhận thấy và mình nghĩ là có sự khác biệt.